Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Và ngày hôm nay thì bên Ana Free Fire ra mắt chúng ta đó là combo tàu chiến hủy diệt. Và tôi chả hiểu sao tôi lại có cái hành động tàu chiến hủy diệt này rồi. Đấy, chắc là bên Ana họ tặng nó tôi từ lúc nào đấy, nhưng mà tôi chưa có cái Skywing anh em ạ. Bờ ông gà rán đã tặng thì tặng luôn cả hai cái đi, lại còn tặng mỗi một cái anh em ạ. Nhưng mà thôi, có cái nào thì hay cái đấy. Ok, và chắc là mở ra cái Skywing sẽ dễ hơn là mở ra cái chuyển động thôi, nên là nó cũng không có cái gì là khó cả. Nào, tích cực quay tay, vận may sẽ tới nào. Ui xôi, sáng ngày hòm súng cùi bắp. Hòm súng này thì không cùi bắp, nhưng mà cái tỷ lệ mở ra mà trúng được của nó thì khá cùi. Đấy, nói thế thôi, nhanh vuông, lại bảo không phải đi. Đấy, tiếp tục quay tay, vận may vẫn đang chưa tới. Ui xôi, cùi thật sợ. Nào, ok, 49 kim cương à. Nói chung là tôi nghĩ vòng quay này nó không đắt lắm đâu. Đấy, vòng quay này chắc không đắt lắm đâu. Xác nhận quay một lần, chả quay một lần thì quay mấy lần ạ. Đấy, xác nhận quay một lần. Ui xôi, ra ngay cái vé vòng quay kim cương là cũng là cùi bắp. Đấy, nói chung là cùi bắp. Và phải nói là cùi bắp. Ok, con dê tiếp tục quay tay. Và ui xôi, ra ngay đó là cái hộp cái gì nhở? Cái UMP cái đúng nhở? Tử thần, nghệ sĩ tử thần. Đấy, ui xôi, hộp giáng sinh dính sang, cái này thì mình có từ 1 tỷ năm trước rồi. Đấy, chúc mừng, không có gì đặc biệt anh em ạ. Nhưng mà giá không quay tôi thấy hơi đắt. 199. Ui 299 rồi này. 299. Nào, 299 nào, ra luôn cái Skywing nào. Ra cái, ôi dồi, và nó lại ra cái chuyển động anh em ạ. Ôi dồi, lần này bên Anna ảo thích à. Vâng, anh gà rán nói ảo đấy à. Và sao lại ra cái chuyển động nhỉ? Ôi thật ra chuyển động à. Ôi thật lại mất 600 kim cương cho cái Skywing này à. Ôi dồi ôi, quả Skywing đắt nhất vũ trụ rồi. Đấy, quả Skywing đắt nhất thế giới rồi. Và công nhận cái Skywing này nó đẹp, nhưng mà rè hơi đắt. Giá này hơi chát ạ, 599 ạ. Anh gà rán anh chỉnh tỷ lệ em kiểu gì đây? Và ông gà rán chỉnh tỷ lệ chán đấy. Hôm nay bên Ana Free Fire cho chúng ta nạp nhận quà. Đấy, nạp 99 kim cương nhận được 160 quà. Trong đấy thì có mấy cái đồ rất là ngon, ví dụ như là gậy dù vịt vàng, quá ngon luôn, quá ngon, độ bắn son. Đấy, lưỡi hai lúc bảo thôi với đi. Đấy, có một skin Scar, rồi một cái ba lô phong cách. Ba lô này có 99 kim cương rẻ quá nhỉ. Đấy, ba lô này có hiệu ứng nhá anh em nhá. Đây là ba lô phong cờ mờ nó cách chiến thần Bu Văn Gia. Nói chung là cái ba lô này cá nhân tôi đánh giá là nó cũng khá là ok. Đấy, nó cũng khá là đẹp, anh em thích thì lấy, không thích thì cũng không sao. Thực ra nhiều bạn không thích cái ba lô này lắm. Đấy, ok, nói chung là mình lấy hành động thôi. lấy hành động thắp hương. Đấy, hành động này tên hành động chiến thắng, mà thật ra tên nhưng mà tôi hay gọi hành động thắp hương. Hành động này ra ở server nước ngoài khá lâu rồi. Đấy, mà chả biết là tại sao bây giờ nó mới ra ở Việt Nam. Và đây là sẽ là cái Skywing thứ 5 nhá. Chả biết bao giờ mới ra được 10 cái Skywing để làm top Skywing anh em ạ. Ok, anh em mà đang có nhu cầu mua tay anh em các loại phụ kiện điện thoại, chơi Free Fire, chơi Liên Quân, chơi các thể loại game trên di động, thì đừng quên ghé qua đó Riaki Store nhá. Ở đây bán rất nhiều các mẫu tai nghe cách âm chống ngôn. Đấy, chơi Free Fire phải nói là cực thơm luôn. Đường link tham khảo đó Shopee Riaki Store HN, Riaki Store HCM, đường link trên Lazada anh em mua cũng được. Đấy, hoặc anh em có thể ghé qua TikTok Shop Riaki Store mua cũng được. Đấy, nói chung là nhiều chỗ để mua anh em ạ. Tất cả sản phẩm thì anh em có thể tham khảo ở đây nhá, và đang có những cái khuyến mãi cực ngon. Ok, lâu lắm rồi không làm trận rank anh em ạ. Hôm qua có một số bạn nhắc là tại sao lâu rồi chú Ri không chơi rank. À, chơi rank thì chơi. Đấy, nhưng mà chơi rank này gặp mấy ông A đuổi buồn lắm. Chơi rank này thì bắn phải cẩn thận anh em ạ. Nào, chơi rank mà lại không có ông nào mang pet chim thì rank rủng cái gì? Đấy, rank rủng cái gì ạ? Và chơi rank này ảo lắm. Rank này rank cái gì? Rank không mang đồ đạc, không mang chim cò gì. Và ok, mà để xem rồi mấy thằng địch ở đâu. Thôi, mấy thằng địch ở đâu ra đây, cậu quẩy hết à? Quẩy nóng, quẩy nguội nào. Đấy, rank rủng với tôi như một cái trò đùa anh em. Vào đây giết không dưới 10 mạng. Đấy, vào đây làm không dưới 10 mạng. Úi giời. Vâng, này thì đáp dù chậm này, một cháo, hai cháo, ui dồi ôi, xin nhẹ cháu cái mạng, và xin nhẹ mấy cháu cái mạng luôn. Một cháo sóc chuột, này, bắn cháu sóc chuột gọi là nhấc người. Ai bắn cháu sóc chuột gọi là nhấc người luôn, trên này có mấy cháu đó ạ.
Đây, trên này như có hai cháu sao ấy. Úi dồi ôi, hai cháu nằm với nhau. Hai cháu triple kill vừa vào phát làm ngay ba mạng. Thế là rank đủ gì? Rank đủ dễ quá. Rank dễ này chơi làm gì nữa. Đùa đấy. Và đây là gặp mấy thằng nó gà thôi. Chứ còn gặp mấy thằng nó pro thì có mà toang. Gặp mấy thằng pro nó lại bắn cho nó gọi là nó bay người. Bắn nó gọi là túp người luôn. Ok con dê. Đấy, đâu rồi? Có thằng nào loanh quanh đây không nhỉ? Để cậu quẩy phát làm mồm nhỉ? Đấy, chưa đến đâu anh em ạ. Ra hồi sinh thằng đồng đội phát. Thằng đồng đội nhớ nhảy rõ Coca-Cola. Nghe cái tên nó không thấy uy tín rồi. Nghe cái tên nó không thấy nó có cái độ uy tín rồi anh em ạ. Và PT Đắc Huy Quỷ BHN. Thôi, nhìn mấy cái ông tên này thì nói với anh em không có một cái tí độ uy tín nào luôn. Này thì định móc lốp bố này. ETM Khang này. Xin nhẹ cái đầu. Đấy, xin nhẹ bạn cái đầu luôn. À, rồi bạn định ăn tôi không ăn được đâu, chắc là không giòn đâu. Đấy, ăn tôi này, quát the rakiu hết hoạt. Đấy, quỷ bi cũng làm mạng rồi đấy, quỷ bi cũng phải được ấy nhỉ. Đấy, để hồi sinh thằng Coca-Cola này phát. Đấy, hồi sinh thằng Coca-Cola. Tí mình có cái thằng PT Đắc Huy còn đi lẻ chứ. Vâng, không biết là trình độ như nào mà đây còn thể hiện cái độ đi lẻ của bản thân ạ. Không biết là trình độ có cao không. Đấy, trình độ không biết như thế nào. À, ok, có một thằng nó ở trong nhà này. Đấy, ui đây rồi. Đây rồi, đôi giày nghe tiếng chân yêu thế. Ây à, á xà. Thằng mờ kinh này nó kéo tâm pháp đầu tôi anh em ạ. Ghê của nó chứ nhở. Ghê của nó đấy. Đấy, may mình có ông đồng đội ở đây cũng cover. Mà thật ra không có đồng đội cover, tôi bắn nó vỡ mồm thôi. Đấy, G18 thì nó lấy cái gì ra nó chơi tôi. Hình như nó vẫn có một thằng đồng đội ở trong khu này nữa. Tôi vẫn... À đây kìa rồi. UAV đã quét qua. Thì mày chạy thế nào được, vào chơi nó thôi. Vào chơi nó thôi anh em. Đâu rồi, ông đồng đội đi cùng thế nào. Đi cùng xem nào, đi cùng cho nó đỡ sợ xem nào. Đây, nó chỉ loanh quanh ở trong khu này thôi anh em ạ. Nó vẫn đang chưa đi đâu được. Lút thêm tí đồ phát. Đấy, tôi nghĩ là nó chỉ ở trong khu trước mặt thôi. Và chơi đâu cả. Đấy, mình lại không chạy vào trong. Đấy, mình lại chạy vòng ra ngoài nhỉ. Đấy, nó tôi đoán cho nó vẫn loanh quanh ở trong cái khu nhà này thôi. Đấy, nó loanh quanh ở đây thôi. Đấy, ái à, ái xa, ái xa, chít tịt. Ai bắn cậu à? Mạnh ghê nhỉ? Mày cũng ghê đấy, lại xin cái đầu. Đấy, lại hit hoạt. Lại phải hit hoạt. Pentakill the fire. Bay đầu. Bay đầu. Ông này chắc là mới xuống chưa loot được gì nhiều. Bắn nó chưa có tí sát thương nào. Ok con dê. Nào, làm tí ok, xong khoảng thời gian chạy bo này mình cũng có 7 kill trong tay rồi. Ở trên bản đồ chỉ còn lại 12 cháu. Đấy, xôi. Cho này tôi quyết định dùng M60 cho nó lực anh em ạ. M60 cho nó thực lực. Ok, có người kìa. Ok, nó chưa phát hiện ra mình thì phải. Ái à, ái xà. À, bây giờ nó mới phát hiện ra mình anh em ạ. Nhảy không đấy? Nhảy xuống đây với chúng tôi. Nhảy xuống đây. Monster kill anh em ạ. Được không? Được thật sự. Đấy, làm ngay quả Sutrina, nhiệm vụ không khả dụng à. Đấy, mình dùng rồi, mình dùng nhiều quá. Mình truy nã nhiều quá, nó không cho truy nã nữa rồi. Hồi sinh cháu Coca-Cola. Đấy, đâu, nó bắn nhau kìa. Ôi, nó ngoài ngoài này bắn nhau ấy. Còn nó bắn nhau ấy. Ui, bắn nhau căng đấy. Ái à, ái xà. Thằng kia nó nấp sau hòn đá. Nó nấp sau hòn đá anh em ạ, căng. Đấy, đẩy lên đi bạn số 3, số 4 gì ơi. Quỷ BHN đẩy lên, nó đang sau hòn đá kìa. Yeah, cẩn thận nó bắn chết rồi. Ui dồi, căng rồi. Căng đét và khá là lẹt rồi anh em ạ. Và căng đét và khá là lẹt rồi. Đấy, hóng rồi. Địch nó vẫn đằng sau hòn đá. Nhạc ke huyền thoại. Ô, chưa bắn đâu. Ô kìa. Ôi, thôi xong rồi. Nó bắn AC80 tôi ở đâu. Chết rồi, nó lại có giảm thanh nữa. Cứu bạn ơi. Hào quang hộ mệnh các kiểu đâu. Bật ra đi. Hôm nay mình lại quên mất. Mình lại không mang Clolo. Đấy, mình không mang. Thôi xong rồi. Ôi, liễu lùng. Thôi xong rồi. Không có Clolo khổ thế đấy. Anh em ạ. Thôi xong rồi. Nó móc từ đằng sau đi rồi anh em ạ. Fan này là đi rồi. PT Huy đâu rồi bạn ơi? Hồi sinh. Thuốc hồi tờ ring. Bạn ơi, thuốc hồi sinh. Thuốc hồi sinh. Rồi, team mình có mỗi thằng. Xong rồi, thì bị địch nó đánh úp. Và nhục thế nhở. Nhục thật đấy. Và chơi lâu không chơi rank. Mất tập trung anh em ạ. Lâu không chơi rank. Rank địch bắn hay lắm.
Đấy, rành địch bản hay lắm. Thuốc hồi sinh bạn ơi, thuốc hồi sinh. Đấy rồi, và PT Huy uy tín đấy, hồi sinh bạn ơi. Đấy, nó hồi sinh cho thằng quỷ bi, hồi sinh cho thằng cô cá. À, chứ không hồi sinh cho tôi à? Và nó méo hồi sinh cho mình anh em ạ. À. Thôi xong rồi, nó thay nó không hồi sinh cho tôi. Trời ơi, cái người giết được 8 mạng thì không hồi sinh. Hồi sinh cho hai cái thằng, một thằng giết được 1 mạng, một thằng giết được 4 mạng. Trời ơi, không bao giờ nhá. Không bao giờ lấy được Buya trận này luôn. Cái người giết được 8 kill uy tín như mình nó không hồi sinh anh em ạ. À. Và thuốc hồi sinh. Trời ơi, nó không thuốc hồi sinh cho tôi rồi. Chịu ơi, chịu ơi, chịu ơi, chịu ơi, bó tay rồi. À, ông PT Đắc Huy này, sai lầm của bạn, hiểu không? Sai lầm của bạn nhé, bạn PT Huy, bạn có xem được cái video này, tôi nói với bạn, sai lầm tuổi trẻ của bạn luôn. Ấy, hồi sinh cái thằng Coca-Cola làm cái gì, từ đầu trận ra nó có làm được cái gì đâu. Đấy, ông quỷ bi này lút đồ trông nó quỷ bi lắm. À, ôi, PT Đắc Huy trông ăn mặc đồ thì cũng đẹp đấy, nhưng mà bạn lựa chọn sai lầm rồi. Bạn lựa chọn quá sai rồi, và địch nó còn 4 thằng, team mình còn 3. Không hồi sinh cho tôi lấy ai ra bắn đây. Và lấy ai ra bắn đây. Chịu rồi, chịu đấy, bó tay chấm gom đấy. Bó tay chấm gom mà bó com chấm tay đấy. Trận này được top 1 có cái nịt. Đấy, bắn cái gì đây. Nào, một pha đẩy lên đến vị trí của PT Đắc Huy nào. PT Đắc Huy cùng với cả vị trí số 4 đó là Coca-Cola đã vào bên trong bo. Địch có vẻ vẫn đang ở bên khu vực khu rừng đỏ. Thôi tôi đánh chuyển qua làm bình luận viên vậy. Đấy, một pha di chuyển đến vị trí của Coca-Cola. Và trong khi đó thì đây rồi, đôi giày quỷ bi ăn ở phát điện đối phương. Trời ơi, anh ta sử dụng UMP để bắn nhau với đối phương. Cỗ mở 1887 thì lấy cái gì ra để mà đỡ được ạ. Đấy, có cái nịt, ui, một tình huống bắn giá tốt đến vị trí của PT Đắc Huy. Nhưng trong tay anh ta chỉ là khẩu MP5 cùi bắp thôi, thì lấy cái gì ra chơi đối phương đây. Vẫn đang làm tình huống tấn công đến từ Coca-Cola. Trông Coca-Cola bắn ngao đất đây này, bật hào quang hộ mệnh để làm cái gì trong tình huống này. Đắc Huy trong khi đó thì vẫn đang loanh quanh ở phía bên kia sông. Anh ta có vẻ phát hiện ra có người. Một tình huống vuốt tâm đến từ PT Đắc Huy. Đấy, tôi lại phải quay trở lại. Lâu rồi tôi cũng chả bình luận giải đấu gì. Đấy, lâu rồi phải quay lại tí nghiệp bình luận viên anh em ạ. Bình loạn viên. À, PT Đắc Huy. PT Đắc Huy đây rồi, đôi giày. Một tình huống kéo tâm là tốt tới vị trí của PT Đắc Huy, nhưng chưa đủ để hạ gục đối phương. Bây giờ thì anh ta sẽ quyết định đẩy sang phía bên trái. Đã có được bình mạng gục vị trí của Sóc Chuột. Và đó là mạng hạ gục đến vị trí của Đắc Huy. Hết thu hoạch 5 kill là gì mình ta đã làm được trong ván thi đấu này. Nhưng lúc này thì cả Coca-Cola và quỷ BHN chết sấp mặt lợn rồi. Bây giờ sẽ làm tình huống cân hài đặt keo ngồi là khá hay. Bật kỹ năng đó là sai điệu đến từ vị trí của Alok. Đến từ Alok nhưng chưa giải quyết được vấn đề gì, không hồi được bao nhiêu máu, không thể cân hai trong tình huống này. Và một tình huống cân hai khá là NGU đến vị trí PT Đắc Huy. Cái tội không hồi sinh bố cơ. Thôi sinh bố thì có vẻ là Buya rồi không? Đấy, bắn thanh đồng khó anh em ạ. Và ảo thật đấy. Và thằng PT Đắc Huy nhá, sống lại nhá bạn nhá. Sống lại nhá, chán bạn lắm luôn đấy. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Riaki, đừng quên để lại bình một like, một subscribe, được đẹp try, được xinh gái. Và hẹn anh em trong những cái video lếu lần sau. Bye bye.